Chào các bạn, bấy lâu nay thì mình vẫn hay review những cái sản phẩm công nghệ rồi, nhưng hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cuộc sống cá nhân của mình một chút. Thì mình là một người mà mình cũng đang cố gắng dần dần để ăn chay. Vậy tại sao các bạn nhìn thấy rằng mình ăn chay mà trước mặt mình lại có một cái đùi gà to như thế này? Vâng, đây chính là một thử thách hàng bữa ăn của mình các bạn ạ. Đấy, bữa tối của mình thì chỉ có ăn mỗi mì tôm này với lại bí này. Đó. Trông rất đạm bạc đúng không? Nhưng mà trước mặt mình thì lại có một cái đùi gà rất to như thế này. Các bạn nhìn xem nó có to và ngon không? Thật sự là trông rất là khó có thể kiềm chế các bạn ạ. Đấy, mình vừa nói cái mà nước dãi nó chảy ra ầm ầm. Nhưng mà đây chính lại là một cái thử thách, bởi vì nếu bây giờ chỉ có mỗi mì tôm ăn thôi thì nó là chuyện bình thường rồi đúng không? Nếu mà trước mặt mình mà lại có một cái đùi gà như thế này mà mình vẫn chỉ ăn mì tôm, đấy mới là đẳng cấp. Chính vì vậy mà nhiều bạn xem một số cái bức ảnh mà thấy một cái vị sư mà quay lưng lại, áp lưng trần với lại một cái cô gái đẹp cũng khỏa thân đấy, thì các bạn cười, các bạn bảo quái sao lại có cái hình ảnh châm biếm như thế này. Thật ra nó cũng y hệt những cái cảnh này mình đang gặp. Đấy là cái cảnh ăn mì tôm mà lại ngồi ngắm thịt gà. Đấy, cảnh vật nó rất là ngắm hoa lệ rơi, nó rất là trớ trêu các bạn ạ. Nhưng mà nó sẽ rèn luyện cho mình được một cái, đó là cái khả năng mà mình vượt qua cái lý trí của mình. Lúc này nó sẽ phải mạnh mẽ hơn những cái cảm giác, những cái thói quen của mình. Đó là đùi gà trước mặt thì ngon đấy. Đấy, các bạn nhìn không, phao câu nó khều gợi không này. Đấy, thật sự là mình cũng không biết là mình làm xong cái clip này thì mình có khả năng để mà kiềm chế không nhìn nó ngon thế kia mà đi ăn cái bát mì tôm mà trông nó cô quạnh mà nó khổ sở thế này với vài miếng bí tội nghiệp thế này, không biết là có đủ chất xám để mà làm ăn điều hành công ty nữa không đấy các bạn ạ. Đó, nhưng mình là một người mà mình đang hướng tới một cái sự tu hành, thì để mà tu nghĩa là sửa, mà nghĩa là những cái thực hành trong cái việc sửa đổi tâm tính. Và mình quyết định thực hành nó bằng việc là trước mặt là đùi gà nhưng lại chỉ ăn mì tôm và bầu. Đó, không biết là có bạn nào đang có cùng chung ý tưởng với mình không, đồng đạo với mình không, thì có thể chia sẻ. Và theo các bạn thì mình có nên tiếp tục chỉ có ăn chay như thế này không? Vâng, đây là một thử thách cực kỳ khó khăn các bạn ạ.